Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Hôm nay thì chia sẻ cho bạn một số kinh nghiệm về trồng cà pháo nha. Bạn xem nè, thì cây cà pháo này thì nó cũng đã được là 60 ngày rồi nha các bạn ha. Nó bắt đầu là nó ra trái chiến nè. Đó, cũng có bị trái đìa lá đó. Nhưng mà số lượng ít à, nên mình cũng không có xịt nữa. Đây các bạn xem nè. Nó khi mà nó ra bông như thế này các bạn thì tầm đâu khoảng một tuần lễ là nó sẽ thu hoạch được ha. Nè. Bạn xem. Đó, cà pháo mình trồng thì cũng được các bạn, từ hiện tại nó cỏ nhiều quá, mình chưa có thời gian mình mần thôi. Còn khoảng cách ở đây mình trồng rất là thưa nha các bạn ha. Mình trồng thưa các bạn, sau này nó có tàn, nó sẽ ăn được lâu. Còn nếu như mà anh em mà trồng gần quá thì nó cũng hái trái cũng được, nhưng mà nó không có dai. Ví dụ như mình đây mình trồng là thấy mình ăn được một năm á. Đây, mọi người xem cái mình xem canh nè. Nó chanh ở đây thì mình trồng chanh không hạt rồi. Cái kích thước á các bạn, nó còn rộng á, hàng chính giữa nè, thì mình trồng cà pháo. Có một số bạn mua hạt giống bên mình á, các bạn về trồng xen canh với cà phê nè, rồi sầu riêng nè, rồi dừa nè. Đặc biệt hiện tại là dừa nha các bạn ha. Có mấy bạn mà trồng thanh long mà thất bại á, họ phá rồi họ trồng dừa mã lai, cái đất trống á, cái họ xen canh cây cà pháo vô. Khúc này mình đang thu hoạch ngày hôm qua rồi, mình nãy để cho ông tí ông chạy ông bán. Giá cà pháo hiện tại giờ thì cũng từ 8.000 cho đến 12.000 nha các bạn ha, tùy tỉnh thôi. Nói chung là do mấy ông nội lái mà ông ép giá thì giá có thể là rẻ. Cái này có tình trạng cái cây cà pháo mà nó không có được xanh lá các bạn, mà vàng vàng như thế này là nó thiếu phân á, để cỏ quá nó hút phân. Đợt này mình ít ra video là do là mình bận quá các bạn, mình không có thời gian mần tới mấy cái này luôn á. Thì thấy các bạn điện hỏi nhiều quá, rồi có một số bạn rồi anh chị cô chú là hỏi về trồng đậu bắp nữa. Nhiều lúc mà mình đang mần các cô chú điện á, thì mình cũng cố gắng mình trả lời thôi, chứ mà thực chất mình cũng bận lắm. Đó. Thì anh em mà chưa biết hướng đi như thế nào á, thì anh em có thể trồng cà pháo ha. Mình đi lên khu khúc này mình quay cho mọi người xem luôn. Toàn bộ là xen canh hết, khúc này mình sạch, mần hết nổi rồi. Nè, khúc này bữa mình cũng mần luôn. Các bạn xem khúc này thì đang ra bông nè, còn khúc nãy mình quay cho bạn xem thì nó mới trồng. Đó. Các bạn xem mình cách mình trồng ha. Nè, ở đây mình cây chanh nè, đúng không? Rồi vòng vòng đây là mình trồng cà pháo, cái mình hái thôi. Bên đây cũng vậy, chủ yếu là mình khuyến khích các bạn là nên trồng xen canh. Đối với cây cà pháo này là điều rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là một tháng mình thu hoạch là 4 lần, còn những cái cây chính của mình á, thì tới đợt thì mình hái. Như chanh của mình đi, ở đây thì tới đợt thì mình hái chanh, còn cứ hàng tuần vậy thì mình sẽ hái cà pháo mình bán. Nó công của nó hai việc, mình bón phân cà pháo rồi cái mình tấp vô chanh luôn, là mình khỏi tốn cái tiền phân chanh nó. Còn lại mình đây mình bón phân bò vẫn được nha các bạn ha. Ở đây mọi người xem nè, phân bò nè, phân bò không à. Đó, cây thì nó vẫn tốt như thường nha các bạn ha. Cây này thì nó ăn lâu rồi nè, mọi người dòm cái gốc của mình các bạn biết. Và các bạn trồng cà pháo ở đây á, các bạn lưu ý nè, trồng đừng cho cây nó dột, cứ đừng phân ít thôi, đừng có ấy phân nhiều quá. Phân nhiều quá cây mình nó dột quá rồi ăn nó mau tàn, cái cây nó lùng như thế này nè là ăn trái rất là dai. Và giống ở đây á, thì mình đang trồng giống trắng giòn ha, trái nó như thế này nè. Rồi thì video ngày hôm nay là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm của riêng mình ha. Bạn nào mà quan tâm thì có thể là đăng ký kênh. Rồi thì mình xin được mến chào.